Em xin chào quý khách hàng đã quay trở lại với kênh Khánh Ngọc Hoàng Thùng. Kính chúc quý khách hàng một buổi tối tràn đầy yêu thương, hạnh phúc bên gia đình của mình. Hôm nay em lại tiếp tục nên xả mã áo polo đồng giá 100k một sản phẩm. Mua hai sản phẩm quý khách hàng được miễn phí ship. Mua một sản phẩm quý khách hàng thanh toán giúp em 23k tiền ship ạ. Và hôm nay em sẽ không để quý khách chờ đợi lâu, em sẽ đi chi tiết vào từng sản phẩm. Kính mong quý khách hàng hãy nghe rõ thông số của mình để lựa chọn cho mình những chiếc áo phù hợp nhất ạ. Em xin nên mã đầu tiên, mã số 01 ạ. Vai 45, bụng 52, dài 74 ạ. Vai 45, bụng 52, dài 74. Một em áo màu đỏ. Một em màu đỏ. 65% cốt tông, 35% là pony nhá. Mỏng nhẹ nhàng. Cốt tông mỏng nhẹ nhàng. Vẫn còn nhẹ nhàng. Các anh các chú mặc ở nhà hay đi làm đều được nhá. Áo vẫn còn mới đẹp. Mã số 1, vai 45, bụng 52, dài 74 ạ. Em lên mã số 2. Mã số 2, vai 46, bụng 55, dài 67 ạ. Vai 46, bụng 55, dài 67 ạ. Một em áo màu trắng phối với đằng trước, thân đằng trước phối màu xanh than có kẻ đỏ nha. Cổ rất là đẹp. Một em áo màu trắng, thân sau màu trắng ạ. Thân trước phối trẻ trung nha. Các anh các chú mặc thể thao, mặc ở nhà đi chơi đều được nha. Độ mới cao, độ mới là 95% nha. Các anh các chú yên tâm nha. Sản phẩm bên em đã lựa chọn kỹ lưỡng, không có lầm lỗi gì ạ. Mã số 02, vai 46, bụng 55, dài 67 ạ. Em lên mã số 3, vai 41, bụng 49, dài 68. Vai 41, bụng 49, dài 68 ạ. Mã số 3, một em xanh than phối với màu đỏ đô, phối với kẻ đỏ đô và màu trắng thêu logo đằng trước ngực, cổ bẻ và có cúc cúc ngực nha các anh các chú nha. Em này là xẻ, một em áo xẻ vạt xẻ nha. Vạt xẻ tác mác Hàn. Tác mác Hàn nha, vạt xẻ các anh các chú nha. Thân sau như thân trước. Mã số 3, vai 41, bụng 49, dài 68. Nên mã số 4, vai 42, bụng 49, dài 67. Mã số 4, vai 42, bụng 49, dài 67. Một em màu xanh coban. Một em màu xanh coban. Màu xanh coban. Cổ khóa nhá. Cổ khóa các anh các chú nhá. Cổ này phối với màu kẻ đỏ, phối màu đỏ màu trắng nhá. Các anh các chú mặc ở nhà hay là đi chơi đều được nhá. Có túi ngực. Ngực thân sau. Thân sau. Một em này tắc mắc của Hàn các anh các chú nhá, tắc mắc Hàn nha. Mã số 4, vai 42, bụng 49, dài 67 ạ. Mã số 5, vai 44, bụng 52, dài 70. Vai 44, bụng 52, dài 70 ạ. Một em thân trước thì màu xanh than, thân trước màu xanh than các anh chú nhé, thân sau màu trắng ạ, thân sau màu trắng, chất cốt tông mỏng mát, siêu siêu mỏng mát nhé. À, bên sườn này né màu ghi ạ, rất là năng động trẻ trung, phù hợp các anh các chú đi thể thao nhé, mặc đều đẹp nhé, đi thể thao nhẹ nhàng thoáng mát, rất là nhẹ nhàng thoáng mát các anh các chú nhé. Mã số 05, vai 44, bụng 52, dài 70. Mã số 06, vai 46, bụng 50, dài 66. Mã số 6, vai 46, bụng 50, dài 66. Một em màu xanh than ạ. Một em màu xanh than, cổ bẻ. Cổ bẻ nhá. Cổ bẻ cái quả mắc mốt này, dập dòng chữ ở trước ngực này. Một em mắc mốt nhá. Một em mắc mốt tắc mắc của Hàn các anh các chú nhá, tắc mắc Hàn nhá. Tắc mắc Hàn độ mới còn cao này, các anh các chú là thân trước và thân sau mới nhá. Một em màu xanh than, mã số 6, vai 46, bụng 50, dài 66 ạ. Em lên mã số 7. Mã số 7, vai 40, bụng 43, dài 63. Vai 40, bụng 43, dài 63. Một em áo màu đỏ, cổ phối xanh than và trắng,
tay màu xanh lá và trắng, rất trẻ trung. Túi này túi ngực, không có túi ngực nhá, túi giả các anh, túi giả màu vàng. Một em áo áo xẻ, áo xẻ nhá, tắc mắc của Hàn nhá các anh chú nhá, tắc mắc Hàn áo xẻ nhá, áo xẻ độ mới ăn cao, cốt cốt tông thấm hút mồ hôi nhá, nhẹ nhàng thân sau. Thân trước thân sau. Mã số 7, vai 40, bụng 43, dài 63. Tiếp theo em lên mã số 8 ạ. Vai 43, bụng 47, dài 66. Vai 43, bụng 47, dài 66. Một em áo màu đen, một em áo màu đen ạ. Của Ponoham. Một thương hiệu rất nổi tiếng. Ponoham này. Có thêu logo ở trước ngực của Ponoham nha. Một em áo vạt xẻ tắc mắc của Hàn nha các anh chú nhá, vạt xẻ nha, tắc mắc Hàn nha, thân trước thân sau, thân sau. Một em áo màu đen nha. Mã số 8, vai 43, bụng 47, dài 66. Mã số 09, vai 46, bụng 52, dài 71. Vai 46, bụng 52, dài 71. Một em màu xám ghi, một em màu xám ghi, thun, chất thun nhẹ nhàng, thun lạnh, tác mác của Hàn các anh các chú ạ, tác mác Hàn nha, xám ghi này, đằng trước phối phối ở sườn nách nhá, phối phối màu than ở sườn nách này. Màu xám than ở sườn nách này. Cổ và thêu dòng chữ, tập dòng chữ ở trước này. Một em xám ghi, thân sau màu xám ghi nhá. Thân trước phối nưới màu, cái này là nách nưới thoáng mát này. Nhẹ nhàng, các anh các chú mặc ở nhà hay đạp xe đạp thể thao, rất là nhẹ nhàng, mát. Mã số 9, vai 46, bụng 52, dài 71 ạ. Em lên mã số 10, vai 45, bụng 49, dài 68. Vai 45, bụng 49, dài 68 ạ. Mã số 10, một em màu đen, một em màu màu đen nhưng bên trong nó là màu xanh xanh dương ấy, nên là nhìn họa tiết chìm nhá, họa tiết chìm màu xanh xanh đen các anh các chú nhá. Các anh các chú nhìn rõ chưa? Họa tiết xanh đen này, dập logo ở trước ngực này. Một em tăng mác của Nhật nhá, tăng mác của Nhật các anh các chú nhá. Một em màu xanh xanh đen nhá, họa tiết chìm nhá. Họa tiết chìm độ mới còn cao nha các anh các chú mặc ở nhà hay đi chơi thể thao, mặc ở nhà đi chơi thể thao thì được nha. Mã số 10, vai 45, bụng 49, dài 68. Vai 45, bụng 49, dài 68 ạ. Em lên mã số 11, vai 46, bụng 50, dài 68. Vai 46, bụng 50, dài 68. Một em thun lạnh nhá, một em thun lạnh, nhẹ nhàng. Rất là nhẹ nhàng, các anh các chú mặc đi thể thao, đạp xe đạp, nhẹ nhàng thoáng mát nhá. Một em màu xanh, họa tiết rất là đẹp. Họa tiết đẹp nhá. Màu 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 xanh, xanh tím. Xanh tím đằng trước đằng sau các anh các chú. Một em màu xanh tím. Tắc mắc của Hàn các anh các chú nhá. Tắc mắc Hàn nhá. Quốc phụ vẫn còn nhá. Mã số 11, vai 46, bụng 50, dài 68. Mã số 12. Mã số 12, vai 47, bụng 52, dài 73. Vai 47, bụng 55, dài 73. Một em màu xanh coban nhá. Màu xanh này đậm. Phối với cổ vàng dập logo ở trước ngực này các anh các chú này, Vitero này. Nách nhá, nách có lỗ thông thoáng khí nhá, đằng trước là sau này. Đằng sau này. Nách có dập thêu lỗ. Một em áo xẻ tà nhá, một em áo xẻ tà, một em áo xẻ tà mã 12. Vai 47, bụng 55, dài 73. Mã số 13,
vai 46, bụng 49, dài 64. Vai 46, bụng 49, dài 64. Một em màu cam, một em màu cam phối với kẻ trắng ghi nha, có túi ngực, một em màu cam. Có túi ngực các anh các chú nha. Có túi ngực này. Một em ở thân dưới thì là màu trắng với màu ghi nha, thân trên màu cam với màu phối với màu kẻ trắng nha. Này, em đứng cho đằng sau này. Cốt tông mỏng mát nha. Siêu siêu mỏng mát, các anh các chú mặc ở nhà hay đi chơi thoáng mát, thế là thoáng mát. Một em made in China nhưng mà xuất Hàn nha, xuất Hàn các anh các chú nha. Made in China xuất Hàn nha, mã số 13. Vai 46, bụng 49, dài 64 ạ. Em lên mã số 14. Vai 48, bụng 51, dài 80. Mã 14, vai 48, bụng 51, dài 80. Một em kẻ xanh, một em kẻ xanh phối với trắng vàng. Một em áo kẻ xanh với trắng vàng, dập nô thêu logo hình con cá này. Logo hình con cá trước ngực này. Áo xẻ vạt trước ngắn hơn vạt sau nha, vạt trước ngắn hơn vạt sau một xíu ạ. Vạt trước ngắn hơn vạt sau một xíu các anh các chú nha. Áo xẻ vạt, áo xẻ tà nha. Tà trước ngắn hơn tà sau một xíu. Mã số 14, vai 48, bụng 51, dài 80, thân sau này. Mã số 15. Vai 42, bụng 48, dài 70. Mã 15, hạn vai 42, bụng 48, dài 70. Một em áo kẻ kẻ xanh than phối với trắng, kẻ xanh cổ trắng nha, có túi ngực. Một em áo kẻ xanh than. Hiệu nhà Gap, một em hiệu nhà Gap. Siêu siêu thấm hút mồ hôi, áo vạt xẻ, vạt trước ngắn hơn vạt sau nha. Áo xuất Nhật nha các anh các chú nha. Áo Nhật, áo của Nhật, tag mark của Nhật. Vạt trước ngắn hơn vạt sau, vạt trước ngắn hơn vạt sau, áo xẻ vạt nha. Một em áo kẻ hiệu của nhà Gap các anh các chú. Hiệu nhà Gap rất là đẹp. Mã 15, vai 42, bụng 48, dài 70. Mã số 16, vai 48, bụng 57, dài 71. Mã số 16, vai 48, bụng 57, dài 71. Một em áo trắng họa tiết hình cái ni này, rất là nổi đẹp. Họa tiết hình cái ni nhá. Một em áo vạt xẻ, một em áo vạt xẻ tag mark của Hàn nhé các anh các chú nhé, tag mark Hàn nhé, vạt xẻ tag mark Hàn, thân sau này, thân sau, thân trước thân sau. Mã số 16, vai 48, bụng 57, dài 71. Mã tiếp theo em lên mã số 17. Vai 43, bụng 51, dài 63. Vai 43, bụng 51, dài 63. Một em màu xanh ghi, một em màu xanh ghi. Một em màu xanh ghi ở giữa phối màu xanh này. Xanh ghi cổ. Cổ kẻ hồng nhé. Thân trước phối màu xanh ghi phối màu xanh dương này. Thân sau màu xanh ghi nhá. À mà tay màu xám ạ, tay màu xám phối với kẻ hồng, phối hồng nhá. Tay màu xám phối hồng ạ. Thân trước thân sau khác nhau ạ. Một em áo xẻ. Một tag mark của Nhật, tag mark Nhật áo xẻ nha các anh các chú nhá, áo xẻ vạt nhá. Mã số 17, vai 43, bụng 51, dài 63. Mã số 18 ạ. Mã số 18. Vai 42, bụng 46, dài 68. Vai 42, bụng 46, dài 68 ạ. Một em màu cam, một em áo màu cam này, cổ phối với xanh lá này, tay cũng phối xanh lá nhá. Siêu siêu thấm mút mồ hôi này. Một em Poham này. Một em của Poham nhá. Poham các anh. Áo vạt xẻ. Áo vạt xẻ tag mark của Hàn. À tag, em xin lỗi, tag mark của Nhật. À, đừng. Em xin lỗi nha, tag mark của Hàn các anh các chú nhá. Còn tem mác cúc phụ này, tag mác của Hàn nha.
áo xẻ vạt. Thân Sửu, vai 42, bụng 46, dài 68, mã số 18 ạ. Vai 42, bụng 46, dài 68. Tiếp theo, mã số 19. Vai 43, bụng 48, dài 69. Vai 43, bụng 48, dài 69. Một em xanh than, một em xanh than. Độ mới 100% các anh các chú nhá. Tem mác còn, tem giấy còn. Độ mới 100%. Hai con này thể thao này, dáng thể thao các anh các chú mặc đi chơi đi làm hay đi thể thao siêu thấm hút mồ hôi nhá, mỏng nhẹ nhàng ạ, nhẹ nhàng. Áo vạt xẻ, áo vạt xẻ, áo vạt xẻ tăng mác của Hàn, 100% cốt tông tăng mác Hàn nhá. Áo này mới nhá, áo mới 100%. Thân sau vẫn còn đẹp anh chú nhá. Mã số 19, vai 43, bụng 48, dài 69. Mã số 20, vai 50, bụng 54, dài 78. Vai 50, bụng 54, dài 78. Một em màu xanh ghi, một em màu xanh ghi. Màu xanh ghi. Tay bo các anh các chú nhá. Một em xanh ghi tay bo này. Cổ cúc nhá, cổ cúc. Vạt xẻ vạt, xẻ vạt tăng mác của Hàn, tăng mác Hàn, tăng mác Hàn anh chú nhá. Vạt xẻ, vạt đằng trước ngắn hơn vạt đằng sau một xíu ạ, vạt trước ngắn hơn vạt sau này, nó sẽ nghĩ thân sau này. Mã 20, vai 50, bụng 54, dài 78 ạ. Mã tiếp theo, mã 21, vai 48, bụng 50, dài 68. Mã số 21, vai 48, bụng 50, dài 68. Một em màu xanh lá, một em màu xanh lá, tay phối màu xám ghi này. Tay bo này, tay phối màu xám ghi. Tay phối xám ghi nha, cúc màu ghi nha, hàng cúc cổ phối màu ghi nha. Áo vạt xẻ. Áo xẻ vạt nha, một em tắc mắc của Hàn, một em tắc mắc của Hàn. Áo xẻ vạt các anh các chú nhá, tăng mác Hàn. Thân sau đấy ạ, thân sau màu xanh, xanh lá. Mã số 21, vai 48, bụng 50, dài 68. Mã số 22, vai 47, bụng 59, dài 70. Vai 47, bụng 59, dài 70. Một em màu đỏ đô kẻ này. Kẻ phối kẻ màu đỏ đô nhé. Có túi ngực, có túi ngực của một em áo của nhà kinh nhé. Có túi ngực các anh chú nhá. Độ mới cao, độ mới 95 97% nhá. Siêu siêu mỏng mát luôn, mỏng mát nhẹ nhàng các anh các chú mặc ở nhà hay thể thao đều rất là nhẹ nhàng, thoáng mát. Hôm sau này một em của nhà The King này. Mã số 22. Vai 47, bụng 59, dài 70. Em lên tiếp theo mã số 23. Vai 50, bụng 55, dài 76. Mã 23, vai 50, bụng 55, dài 76. Một em áo màu đen, một em áo màu đen của nhà Min kia. Min Min nét nhá, Min nét dập hàng chữ ở trước ngực. Dập chữ ở trước ngực. Áo siêu mỏng mát nhẹ nhàng. Tắc mắc của Hàn các anh các chú nhá, tắc mắc Hàn nhá. Tắc mắc của Hàn. Thân sau đấy. Các anh các chú mặc ở nhà hay đi chơi thể thao nhẹ nhàng thoáng mát. Siêu siêu mỏng mát nhá. Một em màu đen. Mã số 23, vai 50, bụng 55, dài 76 ạ. Tiếp theo em lên mã số 24. Vai 44, bụng 50, dài 67. Vai 44, bụng 50, dài 67. Một em màu xanh phối kẻ nhỉ. Một em màu xanh phối với kẻ. Rất là đẹp. Thân sau đấy. Còn mới nhỉ. Các anh chú nhỉ. Độ mới 95%. Độ mới còn 95%. Thân trước. Logo và cúc ngực nhỉ.
cúc ở trước ngực. Mã số 24, vai 44, bụng 50, dài 67 ạ. Tiếp theo em lên mã số 25. Mã số 25, vai 45, bụng 48, dài 67. Vai 45, bụng 48, dài 67. Một em áo màu đỏ đô, một em áo màu đỏ đô. Đỏ, đỏ đô. Đỏ không phải. Tay bo phối kẻ. Tay phối kẻ nha các anh các chú nhé. Tay phối kẻ. Vạt cũng thế nhá. Tà áo dưới phối kẻ. Một em áo tắc mắc của Nhật nha các anh các chú nhá, tắc mắc Nhật nha. Một em áo màu đỏ của Lacoste này. Một em Lacoste này, trước ngực này. Theo hình cá sấu này, một em Lacoste nha. Lacoste cốt tông mỏng mát, tốt siêu thấm mồ hôi, rất là mỏng, nhẹ nhàng. Mã số 25, vai 45, bụng 48, dài 67 ạ. Vai 45, bụng 48, dài 67. Cái cổ này nó hơi hơi bạc một xíu thôi nhưng mà không nộ nha, mặc nên không nộ với các anh các chú nhá. Đây, cổ hơi bạc nhẹ thôi nhưng mà mặc không nộ nha. Mã 25. Mã số 26. Vai 41, bụng 48, dài 70. Mã 26. Vai 41, bụng 48, dài 70. Một em màu xanh than, một em màu xanh than. Một em xanh than, một em tôm mì nha. Tôm mì màu xanh than ạ. Một em tôm mì màu xanh than nha các anh các chú nha. Vạt xẻ nha. Vạt xẻ tắc mắc Nhật nha, tắc mắc Nhật này các anh các chú này. Vạt xẻ nha. Vạt xẻ vạt trước ngắn hơn vạt sau. Vạt trước thì ngắn hơn vạt sau, vạt xẻ thân sau đấy ạ. Một em tôm mì. Mã số 26, vai 41, bụng 48, dài 70. Mã số 27 ạ. Vai 53, bụng 57, dài 76. Vai 53, bụng 57, dài 76. Mã 27 ạ. Một em màu trắng, một em áo trắng này. Cổ phối kẻ này. Cổ phối né này. Né đỏ và màu nâu nhá. Né đỏ, cam, màu nâu. Theo theo hàng chữ ở trước ngực này. Cover style này, cover style nhá. Tay bo cũng né nhá. Tay bo né đỏ với màu nâu cà phê nhá. Rất là trẻ trung, mặc siêu thấm hút mồ hôi nha, cốt tông áo vạt xẻ này, tắc mắc của Nhật các anh chú nhá, tắc mắc Nhật này, áo vạt xẻ tắc mắc Nhật nha, màu trắng thân sau này. Mã số 27, vai 53, bụng 57, dài 76 ạ. Em lên mã tiếp theo, mã số 28, vai 46, bụng 53, dài 74. Vai 46, bụng 53, dài 74 ạ. Một em áo màu xanh, xanh xanh ghi, phối họa tiết này. Họa tiết đây các anh ấy chú này. Phối họa tiết rất là, nó là cốt tông ấy nhưng mà kiểu dáng cài cúc giống như kiểu sơ mi. Nó là áo phông cốt tông, áo vạt xẻ, tắc mắc của Hàn các anh các chú nhá. Tắc mắc Hàn, áo vạt xẻ, vạt trước ngắn hơn vạt sau nhá. Vạt trước ngắn hơn vạt sau, thân sau này. Là cốt tông nhưng mà họ thiết kế kiểu giống sơ mi ấy, cài cúc các anh các chú nhé. Mã số 28, vai 46, bụng 53, dài 74. Tiếp theo em lên mã số 29, vai 46, bụng 56, dài 64. Vai 46, bụng 56, dài 64. Một em áo màu đen. Một em áo màu đen này. Một em áo màu đen theo logo ở trước ngực nha. Onepa này, theo logo cúc ngực nha. Một em áo xẻ, một em áo xẻ. Tắc mắc của Hàn, tắc mắc Hàn. Áo vạt xẻ các anh các chú nha. Thân sau đấy ạ. Thân sau. Độ mới cao ạ, độ mới 95% nha. Mặc các nói chung các anh các chú mặc đi thể thao hay ở nhà đều rất là đẹp, đi chơi cũng được, độ mới thì cao. Mã số 29, vai 46, bụng 56, dài 64. Mã số 30, vai 47, bụng 50, dài 85.
vai 47, bụng 50, dài 80 năm. Một em áo trắng phối với kẻ xanh than, phối kẻ xanh than nghe anh ấy chú nhá. Của Ponogop, của nhà Ponogop nha. Thêu thêu trước ngực các anh chú. Hiệu của nhà Ponogop này, màu trắng phối với xanh than. Màu trắng phối xanh than. Một em áo vạt xẻ. Một em áo vạt xẻ này. Tắc mắc Nhật nha, tắc mắc Nhật vạt xẻ các anh ấy chú nhá. Vạt xẻ tắc mắc của Nhật. Thân sau đấy ạ. Thân sau siêu siêu thấm hút mồ hôi. Mỏng. Cốt tông mỏng nha các anh các chú nhá, không sợ nóng hay gì, thấm hút mồ hôi, mỏng nhẹ nhàng. Mã số 30, vai 47, bụng 50, dài 80 năm. Em lên mã tiếp theo, mã số 31. Vai 46, bụng 53, dài 78. Mã số 31, vai 46, bụng 53, dài 78. Một em áo trắng phối kẻ xanh than, cổ màu xanh than, cúc xanh than. Cúc ngực nha. Một em nền thân trắng này, phối với em lại màu xanh than, kẻ xanh than ạ. Một em tăng mác của Hàn nha. Tăng mác Hàn này. Chất thun lạnh, mặc mát nhẹ nhàng. Thân sau này. Độ mới 95 đến 97% các anh chú nha. Cổ màu xanh than, cúc màu, cái cúc màu xanh than này. Thân trắng, kẻ xanh than. Mã số 31, vai 46, bụng 53, dài 78. Mã số 32, vai 46, bụng 54, dài 70. Mã số 32, vai 46, bụng 54, dài 70. Một em áo màu đen, một em áo màu đen ạ. Một em áo màu đen nhé. Thêu logo trước ngực này, các anh các chú này, một em áo màu đen. Logo trước ngực một em áo vạt xẻ tắc mắc của Hàn các anh các chú nha, tắc mắc Hàn nha, vạt xẻ nha, vạt xẻ vạt trước ngắn hơn vạt sau xíu nhá, thân sau đấy một em màu đen. Số mã số 32, vai 46, bụng 54, dài 70 ạ. Mã tiếp theo mã số 33, vai 41, bụng 46, dài 66. Vai 41, bụng 46, dài 66. Mã số 33, một em màu xanh này. Phối với họa tiết trắng, họa tiết trắng trắng, xanh trắng. Xanh trắng anh chú nhé. Xanh với họa tiết trắng. Rất là cốt tông mỏng mát nha các anh chú nha. Mặc thể thao hay ở nhà đều thấm hút mồ hôi. Một em vạt xẻ. Vạt xẻ. Một em vạt xẻ tắc mắc của Hàn, tắc mắc Hàn các anh các chú nhá, tắc mắc Hàn. Mã số 33, vai 41, bụng 46, dài 66. Vai 41, bụng 46, dài 66. Tiếp theo em lên mã số 34, vai 42, bụng 48, dài 66. Mã số 34, vai 42, bụng 48, dài 66. Một em áo màu xanh than. Một em màu xanh than, cổ phối họa tiết, cổ phối họa tiết này. Họa tiết trắng, trắng xanh nha. Cúc ngực nha các anh ấy chú nha. Màu xanh than này. Một em tăng mác của Hàn, tăng mác của Hàn các anh ấy chú nhá. Thân sau này. Độ mới cao nha. Các anh các chú yên tâm là cốt tông mỏng mát nha, các anh các chú mặc đi thể thao hay ở nhà hay đi chơi đều được nha, đều siêu thấm hút mồ hôi, mỏng mát nhẹ nhàng ạ. Mã số 34, vai 42, bụng 48, dài 67 ạ. Tiếp theo, mã số 35, vai 42, bụng 44, dài 68 ạ. Vai 42, bụng 44, dài 68. Mã số 35, một em màu đỏ, một em màu đỏ, tay tay bo các anh các chú nhé, một em màu đỏ tay bo và tôm mì áo của nhà tôm mì này. Vạt xẻ các anh các chú nhé, vạt xẻ một em tôm mì vạt xẻ. Một em tắc mắc của Nhật, tắc mắc Nhật các anh các chú nhé, tắc mắc của Nhật.
Vạt xẻ, vạt trước thì ngắn hơn vạt sau, vạt trước ngắn hơn vạt sau, thân trước thân sau. Một em tôm mì. Vai 42, bụng 44, dài 68. Mã số 35. Vai 42, bụng 44, dài 68. Tiếp theo nên mã số 36. Mã số 36. Vai 43, bụng 48, dài 68. Mã số 36. Vai 43, bụng 48, dài 68. Một em áo màu xanh than. Một em áo màu xanh than. Cổ phối, cổ màu trắng phối màu vàng. Cổ màu trắng, rất là trẻ trung. Logo theo trước ngực. Logo trước ngực nha. Cúc nha. Áo cúc. Cúc ngực. Một em áo vạt xẻ. Một em vạt xẻ. Vạt xẻ này. Tắc mắc của Hàn các anh các chú nha. Vạt xẻ tắc mắc của Hàn. Thân trước thân sau đấy. Một em áo màu xanh than. Cốt tông mỏng nha các anh các chú nha. Cốt tông mỏng. Mã số 36, vai 43, bụng 48, dài 68. Tiếp theo em lên mã số 37. Vai 45, bụng 54, dài 68. Mã số 37, vai 45, bụng 54, dài 68. Một em màu xám ghi, màu xám phối màu xanh, xanh coban, cổ màu xanh phối kẻ xanh nha, có túi ngực của King Lady này, của nhà King này. Chất thun nha. Mỏng mát nhẹ nhàng các anh các chú mặc mùa hè các anh các chú mặc những áo này rất là thoải mái nhẹ nhàng. Thân sau đấy. Mã số 37, vai 45, bụng 54, dài 68 ạ. Mã số 38, vai 42, bụng 42, dài 69. Mã số 38, vai 42, bụng 42, dài 69. Một em màu xám đen này, phối một em màu xám đen phối họa tiết chấm chấm họa tiết sắc đa sắc màu luôn. Túi ngực là túi giả các anh ấy chú nhá, túi giả. Cổ màu xanh than này, phối màu cam. Tay bo màu xanh than. Áo vạt xẻ tắc mắc của Hàn. Em nhầm, tắc mắc của Nhật các anh chú. Tắc mắc của Hàn các anh ấy chú nhá. Tăng mát của Hàn, áo vạt xẻ, thân sau này. Mã số 38, vai 42, bụng 42, dài 69 ạ. Mã số 39, vai 44, bụng 50, dài 72. Vai 44, bụng 50, dài 72. Mã số 39, một em áo màu đỏ đô nhé, một em áo màu đỏ đô. Đó đúng, đó. Tay bo, cúc ngực các anh các chú nhá. Thân trước, thân sau này. Độ mới cao nhá. Cốt tông mỏng mát ạ. Cốt tông mỏng mát các anh các chú nhá. Áo vạt xẻ tắc mắc của Hàn. Áo vạt xẻ tắc mắc của Hàn. Áo vạt xẻ tắc mắc Hàn các anh các chú nhá. Mã số 39, vai 44, bụng 50, dài 72. Mã số 40, vai 46, bụng 51, dài 72. Mã 40, vai 46, bụng 51, dài 72. Một em áo màu đen. Một em màu đen tay bo. Tay bo các anh các chú nhá. Màu đen tay bo này. Theo chữ ở trước ngực này. Của Annie Gop này. Theo chữ trước ngực nhá. Của Annie Gop nhá. Thân sau đấy ạ. Thân sau. Các anh các chú yên tâm là toàn cốt tông mỏng mát, phù hợp với mặc mùa hè nhẹ nhàng, thoáng mát, mút mồ hôi nha. Một em tắc mắc của Hàn, một em tắc mắc của Hàn. Vạt trước ngắn hơn vạt sau các anh các chú nha. Vạt trước ngắn hơn vạt sau nha. Mã số 40, vai 46, bụng 51, dài 72. Tiếp theo, mã số 41, vai 48, bụng 52, dài 76. Mã số 41, vai 48, bụng 52, dài 76. Một em màu trắng tay bo. Một em màu trắng tay bo. Màu trắng bo tay. Áo vạt xẻ. Áo vạt xẻ.
Áo vạt xẻ tắc mắc của Hàn, các anh các chú nhá. Tắc mắc của Hàn, áo vạt xẻ nhá. Thân sau này, độ mới cao này. Các anh các chú yên tâm lựa chọn áo ở nhà em nha. Áo toàn chất thun lạnh này, cốt tông siêu mỏng mát này, các anh các chú mặc ở nhà hay thể thao đều siêu thấm hút mồ hôi không lo sợ nóng gì nhá. Một em màu trắng, mã số 41, vai 48, bụng 52, dài 76. Tiếp theo, mã số 42, vai 43, bụng 49, dài 70. Mã số 42, vai 43, bụng 49, dài 70. Một em màu đen. Một em màu đen tay bo. Một em màu đen tay bo. Một em màu đen tay bo, cúp ngực nhé, chú nhé. Vạt xẻ các anh các chú nhé. Vạt xẻ, vạt trước ngắn hơn vạt sau. Đằng sau đấy. Một đấy. Mã số 42, vai 43, bụng 49, dài 70. Em lên tiếp theo mã số 43. Mã số 43. Bụng từ áo này, áo cầu vai trượt, bụng từ 46 đến 48 nhé. À, quên, em xin lỗi. Vai từ 46 đến 48, bụng 52, dài 64. Áo này cầu vai trượt nhá. Vai các anh các chú vai vai rộng hay vai nhỏ xíu đều mặc nhá. Cầu vai trượt rất là dễ mặc. Bụng 52, dài 64. Một em áo trắng của Adidas này. Adidas này. Ở hông phối với hông ở nách này phối với lưới lưới nỗ nhá. Thông thoáng khí trên vai là lưới nhá. Trên vai lưới nỗ này. Ở nách cũng thế, nách màu xanh than. Nỗ lưới thông thoáng. Mặc mặc đi thể thao rất là thoáng mát. Một em Adidas. Một em Adidas nhá. Pony, một em Adidas Pony, mã số 43, cầu vai trượt rất là dễ mặc anh chú nhá. Vai 46, 48 hay vai nhỏ hơn xíu cũng đều mặc được nhá. Bụng 52, dài 64, mã số 43. Tiếp theo em lên mã số 44. Vai 50, bụng 54, dài 74. Mã số 44. Vai 50, bụng 54, dài 74. Một em xanh than. Một em màu xanh than phối với cái phối kẻ trắng, một em xanh than. Xanh than phối với kẻ màu trắng ghi cổ xanh, cổ xanh cúc. Xanh than thân đẹp. Nhẹ nhàng mỏng mát, một em tắc mắc của Hàn nhé, tắc mắc Hàn các anh các chú nhá. Tắc mắc Hàn thân trước, thân sau này. Một em màu xanh ghi kẻ màu xám, phối kẻ trắng xám. Mã số 44. Vai 50, bụng 54, dài 74. Mã số 46. À, em xin lỗi, mã số 45. Mã số 45, vai 46, bụng 54, dài 66. Mã 45, vai 46, bụng 54, dài 66. Một em màu xanh than. Một em màu xanh than. Xanh than, độ mới cao nhá. Độ mới cao các anh các chú nhá. Một em xanh than độ thân trước thân sau này, độ mới còn cao còn đẹp nhé. Đằng trước này, đằng trước này. Thân may kiểu thân nối rất là đẹp trẻ trung. Mã số 45, vai 46, bụng 54, dài 66. Mã số 46. Mã số 46. Một em cầu vai trượt này, vai khoảng từ 46 đến 48. Bụng 54 dài 74. Vai từ 46 đến 48, bụng 54 dài 74. Mã số 46 một em màu cam. Một em màu cam, nách phối với trắng, màu trắng, thân trắng ghi nhá. Nách phối với trắng và ghi này. Thêu hàng chữ trước ngực này. Phẩm Mizuno này. Một em cầu vai trượt rất là dễ mặc. Cầu vai trượt rất là dễ mặc. Một em tắc mắc của Nhật nhá, tắc mắc Nhật các anh các chú nhá. À, thân sau có dòng chữ, thân sau có dòng chữ. Thân sau có dòng chữ nhá. Một em tắc mắc của Nhật. Ở hai bên sườn này phối màu xám này. Né trắng này phối hai bên hông sườn là màu xám này phối trắng. Nhìn rất là thể thao. Các anh các chú nào mặc thể thao rất là đẹp.
siêu thấm hút mồ hôi nhẹ nhàng. Mã số 46, vai 46 đến 48, bụng 54, dài 74 ạ. Một em áo cầu vai trượt dễ mặc. Tiếp theo em lên mã số 47. Vai 42, bụng 50, dài 66. Vai 42, bụng 50, dài 66. Một em xanh lá này, phối trắng này, thân dưới là màu xanh than nhé. Trên xanh trắng, xanh lá này, trắng này, xanh than này. Một em na cốt nhé, một em na cốt này, hình cá sấu ở ngực, theo hình cá sấu ở ngực này. Một em xanh trắng và xanh than phối ấy, màu xen kẽ rất là đẹp, trẻ trung. Các anh các chú mặc thể thao rất là đẹp. Thể thao, một em áo vạt trước ngắn hơn vạt sau. Vạt trước ngắn hơn vạt sau, một em tắc mắc của Hàn. Một em tắc mắc của Hàn, vạt trước ngắn hơn vạt sau các anh các chú nhỉ. Thân sau. Các anh các chú mặc đi thể thao hay đi chơi ở nhà đều thấm hút mồ hôi, nói chung là cốt tông mỏng mát nhẹ nhàng. Mã số 47, vai 42, bụng 50, dài 66. Mã số 48, vai 47, bụng 55, dài 71. Vai 47, bụng 55, dài 71. Mã số 48, một em áo màu xanh than. Một em màu xanh than. Đằng trước là phối kẻ sọc nha. Có túi ngực các anh các chú nha. Có túi ngực. Có túi ngực nha. Phối kẻ sọc. Siêu mỏng mát nha. Thân sau màu xanh than, thân sau là màu xanh than, còn thân trước là phối kẻ, rất là đẹp đúng không? Các anh chú thấy đẹp, nhẹ nhàng, mỏng mát. Mùa hè các anh các chú nên chọn cho mình những chiếc áo nhẹ nhàng mỏng mát. Mã số 48, vai 47, bụng 55, dài 71 ạ. Mã số 49, vai 46, bụng 54, dài 70. Vai 46, bụng 54, dài 70. Một em màu xám. Một em màu xám. Nách. Nách thì là lưới nhá. Nách phối màu. Nách là lưới nhá, thông thoáng mồ hôi nhá. Hai bên nách là lưới này. Đằng trước đằng sau. Nhẹ nhàng. Áo mỏng mát nhẹ nhàng. Rất thun. Một em tắc mắc của Hàn, một em tắc mắc của Hàn các anh các chú nhá. Tắc mắc của Hàn màu xám. Có túi ngực các anh các chú nhá, có túi ngực. Mã số 49, vai 46, bụng 54, dài 70. Mã số 50. Vai 43, bụng 51, dài 73. Mã số 50. Vai 43, bụng 51, dài 73. Một em Adidas màu vàng kem. Một em Adidas màu vàng. Có túi ngực ạ. Một em Adidas màu vàng. Nách là lưới nỗ nhá. Nách là lưới nỗ này các anh các chú này. Thoáng, thông thoáng. Một em áo vạt xẻ. Một em áo vạt xẻ Adidas nhá. Vạt xẻ này. Vạt trước ngắn hơn vạt sau này. Thân sau này. Một em màu vàng. Mã 50, vai 43, bụng 51, dài 73. Tiếp theo, mã số 51. Vai 44, bụng 5, 45, dài 74. Mã số 51, vai 44, bụng 45, dài 74. Một em màu xám. Cổ phối xanh than này. Cổ và tay bo xanh than. Cổ màu xanh than. Túi ngực là túi giả nhỉ? Túi giả né trắng này các anh chú ạ. Không có túi ngực này. Túi né trắng. Túi áo xẻ tà. Một em áo xẻ tà tắc mắc của Hàn. Vạt trước ngắn hơn vạt sau. Một em tắc mắc của Hàn. Vạt trước ngắn hơn vạt sau. Của nhà Poham này. Poham một thương hiệu. Các anh các chú của Poham nha. Các anh các chú mặc đi thể thao ở nhà đều đẹp hay đi chơi cũng được. Cốt tông mỏng nhẹ nhàng, thân trước thân sau này. Mã số 51, vai 44, bụng 45, dài 74. Mã số 52, vai 45, bụng 53, dài 68. Mã 52,
Vai 45, bụng 53, dài 68. Một em kẻ phối nhá, xanh than với màu xám ghi. Phối nhá, phối trắng này. Phối xanh than, màu xám, màu trắng này, kẻ. Nó kẻ tay bo các anh các chú nhá. Thân sau này. Một em áo xẻ tà này. Một em áo xẻ tà, tác mác của Nhật, tác mác Nhật các anh các chú nhá. Áo vạt xẻ tác mác Nhật, mã số 52, vai 45, bụng 53, dài 68. Mã số 53. Vai 45, bụng 50, dài 69. Vai 45, bụng 50, dài 69. Mã số 53. Một em họa tiết hoa, hoa lá cành này. Các anh các chú thích nào yêu họa tiết thì mặc áo em này rất là mỏng mát đẹp nha. Cổ khóa, cổ kéo khóa của nhà Thomas Honey này. Một em tác mác của Hàn, một em tác mác của Hàn các anh các chú nhá. Tác mác của Hàn chiếc thân sau này. Họa tiết rất là đẹp. Họa tiết đẹp, mã số 53, vai 45, bụng 50, dài 68. Dài 68. Mã số 54. Vai 42, bụng 50, dài 72. Mã số 54. Vai 42, bụng 50, dài 72. Một em màu đen phối với kẻ trắng. Tay trắng phối kẻ đen. Tay thì tay trắng phối kẻ đen. Thân thì thân đen phối kẻ trắng nhé. Cổ màu xanh. Theo logo ở túi này. Theo logo. À không có túi nhé. Theo logo trước ngực nhé. Cổ màu xanh nhé. Một em áo đen phối kẻ trắng. Tay thì tay trắng phối kẻ đen các anh các chú nhé. Độ mới 95-97%. Rất là đẹp. Nhẹ nhàng mỏng mát, mỏng siêu mỏng mát luôn. Một em tăng mát của Hàn, một em tăng mát của Hàn nha. Mã số 54, vai 42, bụng 50, dài 72. Tiếp theo mã số 55. Vai 45, bụng 49, dài 70. Vai 45, bụng 49, dài 70. Một em màu đỏ phối màu xám này, màu trắng và màu xanh than nha. Một em đa sắc màu, màu đỏ này, màu xám, màu trắng và màu xanh than. Tay bo nha. Tay bo các anh các chú nha. Thân sau này. Thân sau đây. Chị. Cốt tông mỏng mát nha. Một em áo vạt xẻ. Vạt xẻ tác mác của Hàn nha. Vạt xẻ các anh các chú nha. Tác mác Hàn. Mã số 55. Vai 45, bụng 49, dài 70 ạ. Mã số 56. Mã số 56, vai 44, bụng 49, dài 66. Vai 44, bụng 49, dài 66 ạ. Một em màu xanh than, xanh than. Các anh các chú nào mà đi thể thao đạp xe đạp này, mặc cái áo này nhìn rất là đẹp lịch sự. Phối trên cầu vai phối màu cam này, khóa màu cam. In thêu dòng chữ màu cam này. Màu xanh than này. Các anh các chú đẹp nha. Độ mới 95 đến 97%. Chất thun lạnh mỏng mát nha các anh các chú, mặc đi đạp xe đạp hay đi thể thao rất là mát. Một em tăng mát của Hàn, tăng mát của Hàn. Rồi. Mã 56, vai 44, bụng 49, dài 66 ạ. Mã số 57. Mã số 57, vai 44, bụng 48, dài 46. Vai 44, bụng 48, dài 66. Một em màu xám, một em màu xám phối với kẻ đen, một em màu phá đây phối kẻ đen này, màu xám, màu xám họa tiết chấm chấm trắng, xám xám trắng các anh chú đẹp nha. Có túi ngực nha, có túi ngực anh các chú nha. Cổ cúc ạ, cổ cúc. Một em tắc mắc của Hàn, một em tắc mắc của Hàn các anh các chú nha. Một em chất thun lạnh, chất thun nhẹ nhàng các anh các chú mà mặc đi thể thao hay đi. Đấy. Đi chơi cũng được. Độ mới cao, độ mới 95-97%. Mã số 57 này. Vai 44, bụng 48, dài 66 ạ. Tiếp theo mã số 58. Vai 45, bụng 52, dài 70. Mã số 58. Vai 45, bụng 52, dài 70. Một em màu xám. Một em màu xám. Với họa tiết. Họa tiết
kiểu loang loang ấy này, đẹp này. Của Henry Cotton này. Theo dòng chữ của Henry Cotton, các anh các chú mặc thể thao hay đi chơi đều được nha. Áo độ mới còn cao này. 95 đến 97% một em tag mark của Hàn. Một em tag mark của Hàn độ mới rất là cao. Của Henry Cotton này. Đằng thân sau đấy. Độ mới 95 97% các chú yên tâm nha. Cúc ngực này. Mã số 58, vai 45, bụng 52, dài 70. Tiếp theo mã số 59, vai 47, bụng 54, dài 71. Mã số 59, vai 47, bụng 54, dài 71. Một em màu xanh than, phối họa tiết ô, kẻ ô màu đen, kẻ, kẻ đen nhá. Kẻ ô này, các chú này, có túi ngực, cổ khóa nhá. Màu xanh than kẻ kẻ đen này. Một em áo màu xanh than, cái kẻ này là màu đen các anh các chú nhá. Thân sau này. Thân sau. Một em áo vạt xẻ. Một em áo vạt xẻ. Tag mark Nhật các anh các chú nhá. Tag mark Nhật này. Vạt xẻ, tag mark Nhật. Độ mới các em này còn rất là cao. 95% các anh các chú nhá. Mã số 59, vai 47, bụng 54, dài 71. Mã số 60, vai 47, bụng 52, dài 69. Mã số 60, vai 47, bụng 52, dài 69. Một em màu xanh coban, một em màu xanh coban, cổ phối kẻ vàng kẻ xám nhá. Cổ phối rất là nổi. Nổi này. Trẻ trung khỏe khoắn thể thao này, theo dòng chữ ở trước ngực, theo dòng chữ ở trước ngực này. Một em tăng mác của Hàn ạ, một em tăng mác của Hàn, một em tăng mác của Hàn nhé. Thân sau này, thân sau đây các anh các chú nhé, mỏng mát nhẹ nhàng. Mã số 60, vai 47, bụng 52, dài 69 ạ. Mã số 61, vai 42, bụng 46, dài 70. Mã số 61, vai 42, bụng 46, dài 70. Một em màu hồng, một em màu hồng. Trước ngực dập cái cao su sọc sọc. Cúc ngực. Một em Adidas màu hồng các anh các chú nhé. Một em Adidas này. Chất thun lạnh. Một em tag mark của Hàn, một em Adidas tag mark của Hàn nhé, đây anh chú nhá, màu hồng. Thân thân sau này, đằng sau lưng này, lưới nỗ này. Lưới nỗ rất là thông thoáng mồ hôi, thoáng mát nhá. Một em Adidas tag mark Hàn, tay tay phối với lại né màu xanh than này. Xanh than một bên tay xanh than nhá, một bên tay không không có nhá, một bên thì né xanh than. Mã số 61, vai 42, bụng 46, dài 70. Mã số 62, vai 46, bụng 52, dài 73. Mã số 62, vai 46, bụng 52, dài 73. Một em áo trắng phối với kẻ xanh của Nacos. Một em áo trắng phối kẻ xanh của nhà Nacos. Cái em này nó cũng hơi bị phai màu chỗ này một xíu này, các anh các chú nhé. Nó bị ố ra một xíu rồi nhưng không sao, mặc này cũng không nộ đâu. Kẻ phối kẻ xanh than này và xanh dương nhá. Trên xanh than dưới dưới xanh dương nhá. Một em vạt xẻ, một em Lacoste vạt xẻ tag mark của Nhật, tag mark Nhật vạt xẻ nhá. Đấy, thân sau này. Xanh than xanh dương, một em nền trắng Lacoste. Bên này nó hơi bị bạc màu một xíu thôi nhưng mà không nộ đâu các anh các chú nhá. Hơi nhẹ thôi, bị bạc nhẹ. Mã số 62, vai 46, bụng 52, dài 73. Tiếp theo, mã số 63. Vai 48, bụng 53, dài 73. Vai 48, bụng 53, dài 73. Mã số 63, một em màu đen. Một em màu đen cổ khóa. Cổ khóa này. Một em màu đen của
nê cáp này, màu đen thể thao nê cáp này, logo dập trước ngực, vai vai phối né, chất rất là thể thao. Thu lạnh, một em thu lạnh nha, tắc mắc của Hàn, tắc mắc Hàn các anh các chú nha, tắc mắc Hàn. Ở sau lưng là lưới nhá, lưới thông thoáng nha, lưới rất là thoáng mồ hôi. Các anh các chú mặc thể thao hay đạp xe hay ở nhà đều mát. Một em thu lạnh, mã số 63, vai 48, bụng 53, dài 73. Mã 63, vai 48, bụng 53, dài 73. Tiếp theo em lên mã số 64, vai 42, bụng 46, dài 70. Vai 42, bụng 46, dài 70. Một em áo màu trắng, một em màu trắng cổ, cổ họa tiết kẻ ô này, cúc cúc ngực nhá, cổ họa tiết là kẻ ô nhá. Một em áo vạt xẻ, một em vạt xẻ, vạt xẻ các anh ấy chú nhá, vạt xẻ thân trước độ mới cao, cốt tông mỏng mát nhá, mỏng siêu thấm mồ hôi. Thân sau này độ mới chín trên 90%, 92 93%. Mã 64, vai 42, bụng 46, dài 70. Tiếp theo mã số 65, vai 44, bụng 49, dài 72. Mã 65, vai 49, em nhầm, vai 44, bụng 49, dài 72. Một em áo màu xanh than tay bo, một em áo màu xanh than tay bo nhé. Tắc mắc của Hàn, tắc mắc của Hàn các anh các chú nhá. Một em màu xanh than tay bo, tắc mắc Hàn. Thân sau này. Mã 65, vai 44, bụng 49, dài 72. Mã số 66, vai 43, bụng 49, dài 65. Mã số 66, vai 43, bụng 49, dài 65. Một em màu đỏ phối với màu xanh than, tay bo nhá. Tay bo, tay màu xanh than, tay bo xanh than, cổ màu xanh than, cúc ngực. Đem màu đỏ phối với xanh than. Áo vạt xẻ, áo vạt vạt xẻ tác mác của Nhật. Tác mác Nhật các anh các chú nhá. Áo vạt xẻ này. Vạt xẻ tác mác Nhật. Thân sau này. Một em Iquino made in Việt Nam xuất Nhật nhá. Made in Việt Nam xuất Nhật này. Một em áo áo đỏ kẻ xanh than. Tay bo nhìn độ mới cao các anh ấy chú nhá, độ mới 95%, độ mới 95%. Mã số 66, vai 43, bụng 49, dài 65. Mã số 67, vai 46, bụng 54, dài 74. Mã số 67, vai 44, mã số 67, vai 46, bụng 54, dài 74. Một em màu xanh than, một em màu xanh than, cổ phối với né trắng và đỏ, cổ phối cổ cúc này, phối né trắng. Còn em Iquino này, Iquino cổ phối tay tay bo cũng phối nhá, phối trắng đỏ nhá. Tay bo phối trắng đỏ. Một em vạt vạt xẻ, vạt xẻ. Một em tắc mắc của Hàn, tắc mắc của Hàn, vạt xẻ các anh các chú nhá, vạt xẻ tắc mắc Hàn. Thân sau đấy, cốt tông mỏng mát, độ mới cao, độ mới 95%. Mã 67, vai 46, bụng 54, dài 74. Mã số 67. Tiếp theo mã số 68, vai 47, bụng 55, dài 70. Vai 47, bụng 55, dài 70. Mã số 68, một em màu trắng, một em màu trắng, một em màu trắng tay bo các anh các chú nhé. Một em màu trắng tay bo này, tắc mắc của Hàn, tắc mắc của Hàn. Cốt tông mỏng mát các anh các chú yên tâm nhé, mỏng mát, độ mới cao, độ mới 95%. Tắc mắc của Hàn nhé. Mã số 68, vai 47, bụng 55, dài 70. Tiếp theo em lên mã số 69, vai 47, bụng 55, dài 75. Mã số 69, vai 47, bụng 55, dài 75. Một em màu vàng, một em màu vàng
Vàng kiểu vàng. Tú có túi ngực nhá, túi ngực né kẻ, cổ 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 phối màu nhá, đen và xám nhá, cổ phối màu đen xám. Cúc 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 và túi ngực. Một em màu vàng rất là đẹp. Tác mác của Nhật các anh các chú nhá, tác mác Nhật nhá. Tác mác của Nhật thân sau này. Các anh các chú yên tâm là em nên toàn cốt tông mỏng mát mà chất thun lạnh nha. Cốt tông mỏng mát nhẹ nhàng nha. Các anh các chú mặc đi chơi hay là đi thể thao yên tâm nha, không sợ nóng. Mã số 69, vai 47, bụng 55, dài 75. Tiếp theo mã số 70, vai 48, bụng 52, dài 70. Mã số 70, vai 48, bụng 52, dài 70. Một em màu đen, một em màu đen. Cầu vai phối xanh dương này, cổ xanh dương này. Có túi ngực ạ, có túi ngực nha. Cổ màu xanh dương này, cầu vai màu xanh dương nha. Một em áo phối trẻ trung của Kappa nha. Một em Kappa này. Một em Kappa. Một em Kappa vạt xẻ này. Vạt xẻ các anh ấy chú nha. Kappa vạt xẻ. Ở sau lưng có dòng chữ chữ và logo này của Italia này, chữ Italia này. Một em màu đen phối xanh dương, một em thể thao rất là khỏe khoắn, nhìn khỏe khoắn đẹp. Mã số 70, vai 48, bụng 52, dài 70. Mã số 71, vai 48, bụng 53, dài 67. Vai 48, bụng 53, dài 67. Một em họa tiết lá này, họa tiết chìm các anh các chú nhá. Có túi ngực có cúc nhá, có túi ngực đấy. Cổ khóa các anh các chú nhá. Họa tiết chìm nhá, họa tiết lá chìm nhá. Một em màu kiểu màu xám, xám xanh, xám xanh các anh các chú nhá. Thân sau này, độ mới 95 đến 97% nhá. Độ mới thân sau này. Họa tiết hình lá nhé, họa tiết chìm hình lá nhé. Rất là đẹp, chất mỏng, mỏng mát. Một em tắc mắc Nhật, một em tắc mắc của Nhật. Tắc mắc Nhật này. Cổ khóa có túi ngực, này nghe chú nha. Mã số 71, vai 48, bụng 53, dài 67 ạ. Tiếp theo mã số 72, vai 46, bụng 52, dài 71. Mã số 72, vai 46, bụng 52, dài 71. Một em màu đen, một em màu đen. Tay phối màu xanh này. Tay né xanh nha. Hai bên tay né xanh này. Cúc này. Có túi ngực các anh các chú nha. Vạt ở dưới cũng né xanh nha. Tay và vạt dưới đều né xanh nha. Một em tắc mắc của Nhật, tắc mắc của Nhật. Đấy. Có túi ngực nha. Tay này. Tay và vạt, vạt ở dưới né xanh. Thân sau đấy. Mã số 72, vai 46, bụng 52, dài 71. Độ mới thì phải 97%. Tiếp theo mã số 73, một em cầu vai trượt, vai từ 46 đến 48, bụng 54, dài 66. Mã số 73, vai 46 bụng đến 48, bụng 54, dài 66. Một em cầu vai trượt. Rất là dễ mặc, các anh các chú không lo là vai ai rộng hay vai nhỏ đều mặc được nhá. Cầu vai trượt rất là dễ mặc. Áo có túi ngực ạ, cúc ngực. Một em áo màu trắng. Vạt xẻ một em tắc mắc của Nhật. Tắc mắc Nhật vạt xẻ các anh các chú nhá. Thân sau nướy. Thân sau khác thân trước nhá. Thân sau là nướy ạ. Thân trước là thun lạnh nhá, thun lạnh các anh các chú nhá. Một em thun lạnh này. Mã số 73. Vai từ 46 đến 48, bụng 54, dài 66. Tiếp theo, mã số 74. Vai 48, bụng 53, dài 70, mã 74. Vai 48, bụng 53, dài 70. Một em màu xanh than, tay bo, né cam và trắng. Ngực kéo khóa, một em kéo khóa nhé. Logo thêu ở ngực này. Một em khóa kéo ạ.
sườn nách này, phối với màu cam màu trắng này. Rất là nổi trẻ trung đúng không? Tay né trắng, tay bo né trắng anh ấy chú nhá. Một em tắc mắc của Hàn, một em tắc mắc của Hàn. Thân sau hai thân trên vai là họa tiết nha. Họa tiết giờ chữ thân dưới là màu xanh than. Độ mới cao các anh các chú, con này đi thể thao này. Đẹp. Rất là đẹp các anh các chú. Mã số 74, vai 48, bụng 53, dài 70. Mã số 75, vai 44, bụng 52, dài 71. Mã số 75, vai 44, bụng 52, dài 71. Mã 75 này là mã tặng nhá. Em tặng các anh các chú màu hồng này, màu hồng kẻ trắng này, màu hồng kẻ trắng ạ. Của một em tôm mì màu hồng kẻ trắng nhá. Một em tôm mì màu hồng kẻ trắng. Vạt xẻ các anh các chú nhá. Vạt trước ngắn hơn vạt sau này, thân sau này. Một em màu hồng kẻ. Một em tôm mì nhá. Mã số 75 em tặng các anh các chú nhá. Cốt tông mỏng mát nhá. Vai 44, bụng 52, dài 71. Tiếp theo mã số 76. Vai 50, bụng 56, dài 75. Mã 76, vai 50, bụng 56, dài 75. Một em màu xám. Màu xám tay bo. Thêu logo trước ngực các anh các chú này. Thêu logo trước ngực một em màu xám. Xám kiểu phối gối trắng ấy. Xám rất là đẹp. Vạt xẻ đằng trước ngắn hơn đằng sau một xíu, và thân trước ngắn hơn thân sau nha. Một em tắc mắc của Nhật, một em tắc mắc của Nhật. Độ mới 95 đến 97%. Độ mới cao, một em pono. Pono. Em pono. Độ mới siêu thấm hút mồ hôi, mỏng mỏng nhẹ nhàng thoáng mát. Mã số 76, vai 50, bụng 56, dài 75 ạ. Tiếp theo mã số 77. Mã số 77. Vai 37, bụng 46, dài 67. Vai 37, bụng 46, dài 67. Mã số 77 cũng là mã cuối cùng em tặng các anh các chú nhá. Em tặng các anh các chú này, mã số 77 mã tặng nhá. Một màu xanh lá này. Cổ phối nhá. Có túi ngực ở cổ phối. Các anh các chú của Lacoste nhá. Một em Lacoste. Một em Lacoste. Tắc mắc Hàn nhá. Vạt trước ngắn hơn vạt sau. Vạt xẻ vạt trước ngắn hơn vạt sau, thân sau này. Một em xanh lá này. Tay phối kẻ cam và trắng nhá, cổ cũng phối màu nhá. Mã 77 em tặng các anh các chú nhá. Vai 37, bụng 46, dài 67 ạ. Mã 77 cũng là mã cuối cùng. Hôm nay em nên hơn 70 mã để cho các anh các chú lựa chọn. Mong các anh các chú nghe rõ thông số của mình để lựa chọn cho mình những chiếc áo phù hợp, tránh trường hợp nhầm lẫn để đổi trả hàng rất là phiền phức ạ. Và em chúc quý khách hàng một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc và bên gia đình thân yêu của mình. Em